khó khăn, nhưng mà con cứ hàng ngày chở đi để lượm ve chai và xin tiền rồi xin cơm từ thiện. Nên khi Tuấn Dương biết thì Tuấn Dương cũng thấy vậy nên là cũng không có ý kiến gì á. Là ở đâu chú? Quê chú ở đâu? Tôi là ở Phú Yên. Phú Yên. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi. 62 tuổi. Ông ngoại của cháu Hà Xuân Phát. Ông ngoại của cháu, cháu này là Hà Xuân Phát. Mấy đấy con? Dạ. Này mắt của bé bị sao ấy chú? Nó bị viêm não bại liệt Nhật Bản. Viêm não bại liệt Nhật Bản. Bị từ năm nào chú? Năm nay 6 năm rồi. Thì không có khả năng chữa hay sao? Trung tâm não. Nhưng cái này có đã đi bệnh viện chưa? Có đâu. Đi bệnh viện đủ bệnh viện hết. Mà bác sĩ bảo không chữa được. Không, nó bị trung tâm não. Trung tâm não là bây giờ nó chết dây thần kinh thì chết. À, cái dây thần kinh đấy bị thì chết rồi. Nhưng mà con mắt thì vẫn thấy vẫn đảo tới đảo lui. Con còn nhìn thấy gì không? Mấy đây? Con thấy không? Có thấy mờ mờ không? Có thấy mờ mờ thấy gì không? Không thấy gì luôn. Nó thấy một cái màn rất một màu mà thôi, nó không thấy. Nè. Không có thấy hơn. Cái đầu nó đầu sao bự bự là sao chú? Là nó bự chỗ nào chú? Nó lớn. Cái đầu mỗi ngày nó bự ra. Thì bây giờ bé này, ngày xưa lúc trước là nó vẫn nhìn thấy bình thường thôi chú? Ngày xưa lúc trước là nó đi học lớp 1. Dạ. Rồi cái nó đau đầu. Dạ. 10 giờ trưa nay nó đau đầu, 10 giờ trưa mai vô bệnh viện. Dạ. Lên cơn đau, nó nằm trong phòng hồi sức, nó lên cơn đau là hai nó không thấy gì. Dạ. Nó không thấy thì nó bại liệt luôn. Dạ. Chạy chữa hôm nay tôi chạy chữa nhiều lắm đâu mà không. Vâng. Thế sao bây giờ các con của mẹ bé này đâu mà chú lại đưa mẹ đi? Nó ở bữa, cha nó ăn nhậu quá bỏ đi quan mất rồi chú, giờ chồng cái đoạn bỏ đi quan mất rồi. À. Giờ tôi ông ngoại phải nuôi cháu, bây giờ bỏ nữa rồi con ơi, nó mang ác chết rồi. Mẹ bỏ đi. Mẹ nó còn. Mẹ còn. Cha nó bỏ đi quan mất rồi. Cha bỏ đi đâu cơ chú? Cha nó đi quan. Đi hoang á, nghĩa là đi lung tung á. Đi lung tung. Còn mẹ thì bây giờ làm gì, mẹ bé làm gì? Giờ bán rau ở chợ quê. Bán rau ở chợ quê. Nội nó coi như là theo bà nhỏ, ông bà nội chết rồi, theo bà nhỏ. Chú bác cũng giờ nó bệnh, chú bác cũng có gì nhậm gì hết. Thôi tôi giờ tôi nuôi cháu tôi được lúc nào nó được. Thế chú nuôi bé này được bao lâu rồi? Nay coi như 3 năm rồi. Nuôi được 3 năm rồi. Thì chú lên Sài Gòn lâu chưa? 3 năm. Cũng lên Sài Gòn 3 năm rồi. Hơn 3 năm, 3 năm rưỡi tôi lại. Thì trước là chú cứ đưa bé này đi bán vé số ở đâu? À, ở đây vậy đâu, cũng lòng vẫn ở đây à. Nhưng bé này cũng bị là 3 năm rồi hay sao? Đây nó bị 6 năm. Bé là bị 6 năm rồi, sau đó là ở nhà. Bé này năm nay nhiêu tuổi chú? Này 13 tuổi. Con tên gì? Hà Sơn Phát. Hà Sơn Phát, con bao nhiêu tuổi? Dạ 13. 13 tuổi, má con tên gì con biết không? Thế cha con tên gì? Thế ông đây là ông hàng xóm hay là ai? Dạ ông ngoại. Ông gì con? Dạ ông Hà Văn Giang. Ông Hà Văn gì? Giang. Hà Văn Giang á? Ra. Tôi là Hà Văn Giang. Ra. Dạ. Ra vô đấy gì? Dạ. À. Thế hàng ngày thì hai ông cháu đi bán vé số. Thành công qua nghề ra chờ cũng khổ quá. Hôm nay chị chữa ngõ đầu ngõ đấy con lung tung hết không tránh có được cái gì hết. Thứ hai nữa bây giờ tôi cầu nguyện ơn trên trời Phật nó đỡ. Hồi kia nó nằm một chỗ ngồi dậy không được. Hồi kia nó nằm một chỗ nó ngồi dậy không được. Dạ. Ngày xưa thế ạ? À, ngày xưa vậy. Bây giờ thì lại đi lại bây được. Bây giờ là đi dậy đỡ đỡ. Có đi một đi. Cái chỗ gì mà Lương Y Võ Hoàng Yên ấy đã có, tới chưa? Có đâu, anh Võ Hoàng Yên. Thì tới thì chú nói là, sao? Anh bắt việc nó. Bắt việc nó hai lần tại quận 8. Dạ. Ở trên hơn Bình Chánh á. Dạ. Mà còn không được. Thì rồi mình đã chạy những chữa ở những đâu vào Nhi Đồng chưa chú? Nhi Đồng có. Rồi mắt chưa? Nhi Đồng có bệnh viện mắt, bệnh viện mắt coi Champon chưa? Anh bác thì bác cháu siêu gặp Champon. Dạ. Uống một ngày 500 ngàn mà thuốc không thấy gì hết. Dạ. Rồi coi như tôi chữa coi như ở Quy Nhơn á, tại bệnh viện Bình Định Quy Nhơn á, coi như nằm tháng cũng không thấy gì hết. Không thấy gì. Lúc hết là coi như là anh bác sĩ bá ở Chợ Đại với anh giám đốc bác sĩ ở Bình Định Quy Nhơn là hai anh nói coi như là y một chứng
cho nên không thể cứu được. Nếu mổ nó ra là banh chành là nó chết. Mổ là banh chành không cứu được. Nó bị trung tâm này. Dạ, cảm ơn anh không. Rồi, cảm... về nhà dùm hôm anh sắp cho. Dạ, nó... dạ, rồi, cầm luôn. Rồi, cảm ơn chị. Ủa, chị ở đâu mà chị biết mà lại gửi quá? À, chị ở gần nhà rồi. Rồi, cảm ơn chị nhé. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Dạ. À, là cũng đã chạy chữa nhiều. Thế mỗi ngày thì hai ông cháu là thuê phòng trọ bao tiền một tháng? Coi như là ở đại lý. À, ở đại lý luôn. Trời, cái số mình làm nhà. À, thì hai ông cháu một ngày bán được bao nhiêu tờ? 150 tờ. 150 tờ. 150 tờ, 130, cầu mưa 120. Không phải 100, con như sống qua ngày thôi. Còn không có gì hết. Trước đây tôi đi bộ đội. Dạ. Trước đây tôi đi bộ đội bên trong bên kia, một nguyên chức ngủ. Dạ. Cắt nước trong và giờ con cháu phải gánh nặng nữa. Là rửa túi ra, giờ dài coi nữa. Thế chú thì còn chú năm nay bao nhiêu tuổi? 62 tuổi. 62 tuổi. Ừ. 62 tuổi giờ nuôi cháu. Thế chú được mấy người con? 3 người con. Là cái cô con gái đó là thứ mấy chú? Cô gái đó là mẹ, nó là con thứ hai, thứ ba. Vâng. Còn mấy người kia thì còn một đứa con là nó bệnh, con thiếu, con như nó mất trí. Dạ. Đứa con gái lớn. Vâng. Khi tôi đi bộ đội là nó sinh ra một tháng. Vâng. Rồi má nó ở nhà tôi bệnh quá cái nó mất trí. Còn vợ chú thì bây giờ có bà còn không? Còn. Bà làm nghề gì chú? Bà cũng ở nhà, cái bà nhấc tay nhấc chân rồi, nhấc chân á. Thế còn làm... chú ở quê thì chú có làm nghề gì không? Tôi cũng có làm gì, tôi đi bộ đội giờ tôi cũng đã làm thơ làm mướn không. Nhưng bây giờ chú có lương hưu không? Không. Có đi bộ đội về phải có lương chứ? À, tôi đi bộ đội coi như phục nguyên chức ngủ mà. Dạ. Năm kia như vậy là làm giấy là coi như nhà nước cho được 4.2 triệu. Dạ. Ở một năm bên đó bên trong kia là coi như được 1.2 triệu. Dạ. 2 năm 2.4 triệu, 3 năm 3.6 triệu. Dạ. Quân trường là 3 tháng là cho 6 năm, cho tôi năm nữa là 4.2 triệu. Không có chuyện làm thôi là mướn cái gì đủ à. Thế em bé này thì nó đi này, nó tự nó đi bán được không hay phải người? Không đâu, không được đâu. Có thử đi tự đi được không? Dìu. Không được đâu, tôi phải dẫn nó chèm tay ra. Khi cổ thì nó đi nó dắt, có cái chủ động. Thế ngày xưa con còn nhớ gì về màu sắc không? Lúc bé này bị, năm nay là bé này bao nhiêu tuổi chú? À, nay 13 tuổi. 13 tuổi, lúc đấy 6-7 tuổi thì cũng biết chứ? Biết, bây giờ nó đâu có biết cái gì đâu. Ờ. Tập nó đếm rồi đó, cho mình số mà điếm rồi dạy cho nó cho dạ. Vậy bây giờ thì chú muốn con giúp chú gì không? Dạ, cũng muốn chơi, cũng muốn giúp cháu nó có cái dòng năm có giờ sống qua ngày vậy. Dạ. Thế giờ muốn giúp là mua vé số hay là giúp tiền? Hả? Đấy là tùy lòng mà chú anh chơi. Cỡ ra thì nói chung là tôi cũng hy sinh cuộc đời tôi nuôi cháu đi, giờ bỏ thì ai bỏ mang ác chết thì dạ. Nậu cũng cái nậu ấy cũng có gì nhận, mạnh á thì gì nhận, mà giờ bệnh đâu á thì trái giờ tôi phải mang lấy nuôi cháu, bây giờ khó cho ai nó mang dạ. Ác chết dạ. Là cỡ vợ chồng tôi cũng cầu nguyện tu hành lắm. Vâng. Là ông ngoại bây giờ nuôi ông ngoại 62 tuổi. Nuôi cháu bây giờ là 13 tuổi. Cháu bị mù, hai ông cháu là đi bán vé số. Mà bán ở Sài Gòn là... Bán Sài Gòn đây là đây 3 năm rưỡi rồi. 3 năm rưỡi. Rồi hết năm này nữa là 4 năm rưỡi. Dạ. Rồi Tết vừa rồi mình có về quê ăn Tết không chú? À, có chú ạ. Giờ bữa em. Dạ. Thế hàng ngày con bé này nó sinh hoạt ra sao chú? Tắm rửa rồi đi vệ sinh thì nó có đi tự đi được không? Đại khái đây là vệ sinh là mình dẫm nó đi vô trong đấy nó ngầu. Rồi dạ. Nó vệ sinh rồi bắt đầu ra là mình coi như thủ tục đưa lấy rồi sạch sẽ cho nó. Ăn uống là bé này tự xúc được không chú? Ăn uống là coi như múc thì đổ áo coi như câu coi. Tôi cũng muốn cho nó sạch sẽ cháu, coi như tôi đút nó. Thế giờ chú với bé có muốn ăn tối không? Con mời. Dạ, mới ăn cơm rồi chú. À, vâng. Khi khác có dập nữa. Dạ. Mỗi ngày thì chú, cái số tiền mà chú xài khoảng bao nhiêu tiền? À, mỗi ngày như vậy là chân khai xài của nơi là 4
sáng, buổi tối, buổi chiều. Vâng, ba bữa thì mỗi bữa cơm là bao tiền? Ba. Ba bữa cơm coi như nấu ré rồi nấu lấy coi như 15. Dạ. Nấu bếp ra nấu lấy 20. Dạ. Thì một ngày thì chú còn dư khoảng bao nhiêu tiền? 4-5 chục. Tháng là còn cũng cỡ khoảng 1.5 triệu, 2 triệu à? Dạ, cũng trời dạy. Ờ. Nói chung là cũng kinh nghiệm nhầm ráng. Giờ giờ coi như ăn hết rồi đấy gì vậy, coi như còn ở nhà. Dạ. Nhưng nữa là cháu rồi nó bệnh rồi ông rồi. Thuốc rồi. Thế là cu này, cái đây là cầm mấy gậy đi à? Dạ, nó cầm mấy gậy. Cầm mấy gậy đi như nào, con đi thử chú coi thử thế nào. Nào, con đi thẳng vô trong nào. Con đi thẳng đi vào trong được không? Bây giờ con đi thẳng về phía trước chú xem nào, xem có bị chạm xe không? Chú kêu bé đi tự nhiên thế nào, xem nó dò đường ra sao nào. Rồi thôi con quay lại đi. Thôi thôi đất đi rồi đây. Thôi ngồi ghế này con. Chú cho bé ngồi ghế này. Vậy bây giờ chú mua có xong cho bé này nó đi học vào cái trường Nguyễn Đình Chiểu, trường gì đó. Chú ngồi ghế đi. Nó học không được đâu, chú à. Sao chú? Nó bị não á, thành ra con bị não không học được á. Thì tưởng là để vì để rèn luyện kỹ năng cho bé nó sinh sống chứ còn mai mốt bé nó lớn mà chú lại cũng lớn tuổi nữa sao chú đưa đi được? Mai mốt con ta chết thì còn mẹ nó coi như mẹ nó nuôi. Dạ. Bây giờ coi như tôi ở Phú Yên mà giờ cho nó vô Sài Gòn thì coi như tôi nuôi từ nhỏ tới bây giờ. Dạ. Từ coi như theo nó cũng mến chứ hơn là có thằng cháu à. Dạ. Cho nên cũng như một người coi như là hỗ trợ cho nó là đỡ không cho nó đi học mà nó không chịu. Dạ. Sống với con vậy. Dạ. Bây giờ chẳng hạn tôi đi mua thuốc phúc qua. Cháu nó cũng theo à. Dạ. Coi như nó theo tốt hơn. Dạ. Vậy. Chú bảo bé đứng đứng sát vô đây. Đỡ coi như ấp ủ coi như nó không chịu mến lắm đâu. Dạ. Trời ơi, coi như nó xa không được. Dạ. Mà nếu nó xa nữa, nó thật ra nó nghĩ đúng. Dạ. Hôm nay thì gặp chú với bé ở đây thì con gửi cái số tiền là biếu chú là 1 triệu để lo cho bé. Số tiền này là của Mạnh Thường Quân là anh Hùng ở chợ Bà Chiểu. Anh Hùng ở chợ Bà Chiểu có gửi 1 triệu này để... Tôi cũng cảm ơn các anh em con hội đồng minh hỗ trợ cho ông cháu tôi coi như có một ít tiền đó coi như sinh sống qua ngày. Dạ. Thứ hai nữa là cầu chúc con các anh em coi như là có một cái bước đường trên coi như là... Vâng. Đây cái số tiền này của anh Hùng ở chợ Bà Chiểu. Chú cảm ơn anh Hùng chợ Bà Chiểu đấy. Dạ, tôi cũng cảm ơn coi như anh Hùng và tất cả anh em coi như là nói chung. Dạ. Và nói riêng là anh Hùng. Dạ dạ. Rồi rồi chú cầm dùm con. Rồi tôi đây là một cái gọi là tiếp sức động viên chú. Trong cái bước đường mà tìm kiếm cái số tiền để mà trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Đó thì chúc chú và bé là mạnh khỏe. Chú là tên gì? Là Hà Văn Ra. Chú Hà Văn Ra. Còn con tên gì? Hà Xuân Phát chú. Hà Xuân Phát. Sao lại họ Hà mà không phải họ khác? Coi như là cái hồi đấy là hai đứa là nó yêu đương. Dạ. Và phía nội là không chịu. Vâng. Còn con kêu coi như mang thai á là con bắt đầu không chịu. Dạ. Bắt đầu sinh ra như vậy đó là bà nội nó bà không chịu. Dạ. Bà chết đi. Dạ. Bà nghĩ sức mình giữa cô gia con hai bên mà không chịu. Con thì nếu mà không chịu mà lấy cái họ của tôi. Dạ. Đó coi như là nó coi như... Vậy là bé lấy họ bên ngoài. Họ mẹ. Họ mẹ. Vâng. Thành thử đó mới nhân nó vậy. Thì hàng ngày mình đi bán vé số thì bán từ mấy giờ đến mấy giờ chú? Coi như 9 giờ, 10 giờ gì ạ? 10 giờ tối về á? Mấy giờ xa bắt đầu đi bán? 6 giờ sáng đi bán. 6 giờ sáng đi bán, đến 10 giờ tối mới về. Sao bán được ít thế? Cháu nó đi vậy, nó
đi chậm, đi thứ hai nữa là hậu kia nó đi không được. Nó dạ. Đi trong môi chừng nó không được cái biếng rồi. Thế có chú cần xe lăn để đẩy bé đi không? Có mà giờ không có đi cho nó đi xe lăn nữa, đó tập nó đi bộ. Anh tôi nghe lời anh bác sĩ bá chợ rẫy nói là tập nó đi bộ nhiều chừng nào tốt chừng nãy. À đi bộ tốt hơn ngồi xe lăn đúng không? Ngồi xe lăn thì nó ù lì rồi nó lại bệnh thêm nữa đúng không? Nó đi không được. Vì con tưởng là nếu mà cần xe lăn thì con giúp chú cái xe lăn. Dạ, cái đấy là con nhà trước đây nó đi 4 năm chiếc xe lăn rồi. À, có xe lăn rồi đúng không? Có 4 năm xe lăn rồi. Không cho nó đi xe lăn nữa, cho nó đi bộ. Vâng. Anh nói là đi bộ chừng nào tốt chừng nãy. Dạ, dạ. Tốt chừng nãy. Vâng. Mà thấy nó đi là coi như không bớt rồi. Vâng. Coi như là cho nó đi. Vâng, chú cất tiền ra đi, chú cất tiền đi. Rồi con ăn kẹo được chưa? Dạ. Bóc kẹo nhá. Dạ. Chú bóc cho bé cái cho nó ăn đi. Nó ra có vẻ nó thích rồi đấy. Chú cất tiền cẩn thận đi. Yeah. Em bé đã tự bóc được kẹo không? Nó mờ mờ. À. Nó mờ chứ nó bóc không được. Nó mờ đưa nó. Thế là cứ hàng ngày là đi bán vé số, hai ông cháu đi. Coi như cứ đi là nó phải phá. Không, cái này con phải bóc ra, con bóc cái vỏ ra. Dọc ra đường 7 năm số chứ hả? Tập ra chứ, tôi tập ra, tự làm. Nó làm không được là mình coi như làm. Đúng rồi, bây giờ phải để cho bé tự làm chứ làm sao mình làm giúp bé được mãi đúng không? Làm biết rồi, nó không biết ngỏ. Đúng rồi. Con ăn ngon không? Dạ ngon. Dạ ngon à? Ừ. Thế hàng ngày đi phụ ông ngoại bán vé số vui không? Dạ vui. Thế con mơ ước điều gì không? Dạ con mơ ước được bán số chú. Mơ ước bán vé số á? Mơ sao? Mơ tập theo dòng. Mơ sao? Mơ mỗi ngày bán được nhiêu tờ? Dạ 150. Ngày 150 tờ? Có cần mơ bán nhiều hơn không? 150 là tại sao lại 150 tờ? Cháu đi bớt chú à? Đi bớt đi mỏi chân. À đi mỏi chân quá à. Rồi thôi bây giờ hai ông cháu đi bán đi. Rồi con chào chú nhé. Tôi cũng chúc tất cả anh em nói chung chúc cái anh coi như là quả chiếu nghe là mong riêng. Vâng. Thì cho, và thì cho con hỏi là ví dụ trong từ những năm mà chú đi bán vé số vậy thì đã ai cho chú số tiền nhiều hơn như vậy chưa? Cũng có là coi như bữa hôm trước trong năm là có cái bà ở trên đường Nguyễn Kim á. Vâng. Bà trúng cái giải gì không biết mà bà cho coi như 4 triệu. À cho chú 4 triệu. Bà tìm 4 ngày sau mà bán dập bà cho 4 triệu. À do chú bán cho bà ấy à trúng à? Bán cho bà để trúng. Tức là chú bán cái vé số đó cho bà ấy, bà trong bà ấy trúng. Cháu nó biểu bà biểu nó là đưa. À. Bà rút nó đưa là bà trúng không biết cái giải gì mà bà cho nó là 4 triệu. Tức là em bé này là đưa cái vé số cho bà xong bà ấy trúng. À, bà cho 4 triệu. Rồi. Thành thử là thường con nhiều đấy. À dạ. Rồi thì coi là thường là chú cứ bán ở tuyến đường nào? Tôi ở coi như chung cư Lô E kia. À. Chung cư nào chú? Chung cư Ấn Quang nè. Chung cư Ấn Quang. Đi xuống đây cái kẻ bên trái cái dạ. Ông chào ấy. Dạ dạ. 115 Lô E. 115 Lô E. Dạ. Chung cư Ấn Quang. Dạ. Thấy xuống cái đường đây lắm, bà chị bán cũng đó đây bảo quen biết. Dạ dạ dạ. Bà từ thiện cháu nó coi như gạo rồi tháng 7 rồi. Dạ dạ. Bà cho bánh kẹo rồi. Dạ. Bà chị bà biết. Ê, thường là chú hay bán ở tuyến đường nào? Tuyến đường coi như Duy Dương à. Nguyễn Duy Dương không? Thì để giới thiệu để mọi người nếu mà thấy hai ông cháu đi bán vé số thì ủng hộ một vài tấm vé số. Ai cũng biết hết. Dạ dạ dạ. Duy Dương ai cũng biết hết. Rồi rồi. Thôi hai ông cháu đi đi. Dạ, đi bán bà. Mau về sớm nhá. Chú mạnh khỏe. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Chú đi đi ạ. Dạ dạ dạ. Rồi có gì tin vui nha. Bây giờ hai ông cháu lại dắt nhau đi bán vé số đó. Thì Tuấn Dương cũng rất là cảm kích trước cái tấm lòng của một cái người ông nuôi đứa cháu ngoại của mình. Và cảm ơn anh Hùng ở chợ Bà Triều đã phát tâm từ thiện gửi Tuấn Dương số tiền là 10 triệu để gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì giúp đỡ. Rồi video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bây giờ thì hai ông cháu đang đi sâu vào trong hẻm kia để bán
cho những các cái hộ gia đình ở trong hẻm. Rồi bye bye quý vị nhé.